Rồi hôm nay Hiếu Thuận tự tay đánh hai dĩa tiết canh các bạn ơi. Tiết canh vịt xiêm các bạn. Thấy các bạn trên mạng đánh tiết canh, mình thấy mình xem video của các bạn ăn thấy thèm quá. Thấy thèm quá các bạn ơi. Hôm nay Hiếu Thuận cũng cuối tuần rồi, rảnh rồi, cái đầu Hiếu Thuận bắt trước Hiếu Thuận đánh hai dĩa các bạn ơi. Hai dĩa tiết canh này mình rủ thêm ba người anh em nữa. Hai dĩa các bạn. Chưa thấy các bạn trên mạng ăn thấy thèm quá. Thằng Hiếu Thuận bắt trước, Hiếu Thuận làm bậy nó cái ra cho nó ngon các bạn ơi.